rất vui mừng khi gặp lại quý vị khán giả của Việt TV Canada. Xin mời quý vị theo dõi phần tin tức Canada ngày 9 tháng 1. Ngay sau đây là một số tin tức đáng chú ý sẽ xuất hiện trong bản tin ngày hôm nay. Gần 100 xe đụng nhau trên xa lộ 401 Thưa quý vị, một khoảng xa lộ 401 gần thành phố Bowmanville đã bị tạm cấm lưu thông vì hàng loạt những tai nạn xe cộ đụng nhau trên khúc xa lộ này. Trong ngày thứ Bảy, 7 tháng Giêng cuối tuần vừa qua, Nhiệt độ trong ngày cộng thêm với sức lạnh của gió ở trong khu vực này trong ngày thứ Bảy đã xuống đến gần âm 20 độ C, cộng thêm tuyết rơi đã khiến đường trơn trượt. Theo những thông báo thì có hàng chục những vụ đụng xe đụng nhau mà có vụ đụng có liên quan đến trên 20 chiếc xe. Theo trung sĩ Henry Smith của Sở Cảnh sát tỉnh bang Ontario OPP thì có đến 100 xe bị hư hại trong hàng loạt các vụ đụng trên khúc xa lộ bị cấm lưu thông. Theo những tiên đoán của Sở Khí tượng Canada, thì có từ 2cm cho đến 4cm tuyết rơi trong buổi chiều ngày thứ Bảy ở khu vực thành phố Bowmanville. Thành phố Bowmanville nằm cách vùng thủ phủ Toronto khoảng 75 cây số về hướng đông. Hội Xuân Đinh dầu Kitchener năm 2017 thưa quý vị vào cuối tuần qua ngày 7 tháng 1 thì hội xuân đinh dầu hay còn gọi là hội chợ Tết do hội người Việt thành phố Kitchener Waterloo tổ chức đã được diễn ra tại hội trường của Most Block số 655 Wabanski thành phố của Kitchener và đã thu hút gần 400 đồng hương Việt Nam tham dự. Đây được xem là lần thứ 8 hội trợ Tết Kitchener được diễn ra và năm nào cũng có nhiều đồng hương đến ủng hộ. Vì đây là dịp một năm một lần để đón chào Tết Nguyên Đán của dân tộc và cũng là dịp để toàn thể cộng đồng người Việt tại thành phố này có dịp gặp gỡ vui chơi, cùng thưởng thức các món ăn truyền thống cũng như là các mục văn nghệ đặc sắc đã được các hội đoàn tại Kitchener chuẩn bị từ trước đặc biệt năm nay thì cộng đồng kitchener còn vui sướng đón chào sự hiện diện của các dân biểu liên bang vùng kitchener thượng nghị sĩ ngô thanh hải cùng các đại diện của các hội đoàn người việt toronto cũng đến chung vui cùng cộng đồng kitchener qua đó thể hiện được sự lớn mạnh của cộng đồng người việt vùng kitchener trong những năm vừa qua Xin mời quý vị cùng đón xem phóng sự chi tiết về hội xuân đinh dậu tại Kitchener năm 2017 sẽ được phát trên Việt TV Canada có tại Unipark IPTV Channel 111 hoặc xem lại tại Youtube Channel Thời báo Media. Những người tị nạn Syria kéo nhau về sống ở thành phố Windsor theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ Bảy ngày 7 tháng Giêng, thì những người tị nạn Syria được bảo trợ sống phân tán trên nhiều tỉnh bang ở Canada đã tìm cách tụ tập về một chỗ và đó là thành phố Windsor. Theo bác sĩ Armes Tracker, một bác sĩ sinh ra ở Syria, hiện là thành viên của hội đồng những người Canadians gốc Syria, thì số những gia đình người tị nạn Syria di chuyển từ nhiều thành phố ở Canada về thành phố Windsor, tỉnh bang Ontario ngày một đông. Cũng theo bác sĩ Tracker, thì trong vòng những tháng qua thì cứ mỗi tháng là có từ 3 cho đến 5 gia đình người tị nạn Syria di chuyển từ những thành phố khác ở Canada đến tái định cư ở thành phố Windsor. Bác sĩ Tracker cũng cho biết là những người tị nạn Syria từ nhiều thành phố xa xôi như là Saskatoon hay là Vancouver cũng đã về tái định cư ở thành phố Windsor. Ngoài số người tị nạn Syria do chính quyền liên bang ấn định đưa về thành phố Windsor trong khoảng vòng 13 tháng qua, thì có khoảng trên 1.000 người tị nạn Syria đã về sinh sống ở thành phố này. Có thể trong tương lai trong thành phố Windsor sẽ có một khu vực đông người Syria định cư cũng như là một tiểu Syria. Thành phố Windsor có thể là nơi lý tưởng cho những người tị nạn Syria chọn Canada làm quê hương. Nhà cửa không đắt như Toronto và cũng không xa thành phố Toronto, không xa phi trường Pearson ở ngay biên giới đối diện với thành phố Detroit của Hoa Kỳ gần thành phố Detroit là thành phố Detroit nơi có đông những người Hoa Kỳ gốc Iraq đã chọn nơi đó làm quê hương. Đã có người may mắn trúng lô độc đắc 60 triệu đô la. Thưa quý vị, trong một cuộc sổ số Lotto Max vào ngày thứ Sáu, 6 tháng Giêng thì đã có một vé trúng lô độc đắc 60 triệu được bắn ra ở tỉnh bang Quebec và người ta không biết là do một cá nhân hay một nhóm người cùng mua. Ngoài ra trong số 42 lô thì mỗi lô trúng 1 triệu đô la cũng có 18 lô đã có người trúng ở trên toàn Canada. Như thế là lô độc đắc của loại sổ số, số Lotto Max trong kỳ tới ở mức là 34 triệu đô la. Chính quyền liên bang dự trù bỏ ra 500 triệu đô la cho những lễ ăn mừng 150 năm hành lập Canada. Thưa quý vị, theo những tin tức vừa loan báo thì trong năm 2017, năm kỷ niệm 150 năm Liên bang Canada được thành lập thì chính quyền liên bang sẽ dự trù bỏ ra 500 triệu đô la cho các buổi lễ ăn mừng từ bờ biển Đại Tây Dương sang đến Thái Bình Dương. Và cũng theo bản công bố thì chính quyền liên bang sẽ tài trợ 300 triệu đô la cho 150 chương trình tu sửa hạ tầng ở các cộng đồng. Hàng loạt các nghệ sĩ, các tổ chức cộng đồng cũng được tài trợ cho các cuộc trưng bày tranh ảnh, nghệ thuật, điêu khắc trên toàn Canada. Tổng số tiền 500 triệu đô la sẽ được Bộ Di sản Canadian Heritage phân phối và phần lớn những dự án ăn mừng kỷ niệm 150 năm Canada lập quốc đã được chính quyền đảng bảo thủ cho khởi động và chính quyền đảng tự do của Thủ tướng Trudeau đã tiếp tục các dự án này. Những điều luật mới của chính quyền Trung Quốc có thể làm giảm số người ngoại quốc mua nhà ở Canada. Kính thưa quý vị, là trong những ngày đầu năm năm 2017, thì chính quyền Trung Quốc đã đưa ra những điều luật mới giới hạn cư dân trong việc đổi tiền nước ngoài. Theo nhận định của báo Glow and Mail, thì những giới hạn này có thể làm giảm số người ngoại quốc bỏ tiền mua nhà ở Canada trong năm nay. Chính quyền Trung Quốc đã đưa ra những điều luật mới ngăn cản những cá nhân bỏ tiền mua nhà hay đầu tư ở nước ngoài. Và quyết định này có thể sẽ làm giảm số nhà đầu tư Trung Quốc mua nhà ở các vùng thủ phủ Toronto và Vancouver ở Canada Bắt đầu từ năm 2017 thì những luật giới hạn những người Trung Quốc đổi tiền ngoại quốc và đầu tư vào địa ốc ở nước ngoài được chính quyền Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ hơn. Cư dân Trung Quốc chỉ có quyền đổi 50.000 Mỹ Kim một năm và không được mua nhà cửa ở nước ngoài. Đang giữa mùa cúm ở Canada, những tin tức loan báo trong ngày thứ Sáu, 6, 6 tháng Giêng thì số người bị cấm ở Canada trong mùa đông năm nay đã gia tăng cao. Nhưng cũng theo lời báo động của các chuyên gia y tế thì mùa cúm vẫn chưa qua và những tình trạng tồi tệ hơn có thể sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới. Mùa cấm năm nay ở Canada được so sánh tương tự như mùa cấm năm 2014-2015 năm năm có nhiều người bị cấm nhất vì loại virus nguy hiểm H3N2. Và theo bà Danuta Skorowski, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của trung tâm PC, Center for Disease Control, thì số người bị cúm ở Canada trong mùa đông năm nay sẽ còn gia tăng và còn tiếp tục tăng cao hơn nữa. Riêng trong tuần lễ từ ngày 11 tháng 12 năm 2016 cho đến ngày 17 tháng 12, thì có thêm 692 bệnh nhân bị cứng phải vào bệnh viện điều trị. Và cũng theo các cơ quan y tế, thì phần lớn những người bị cúm là những người trên 65 tuổi. Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo những người chưa chích ngừa cúm nên đi chích ngay vì mùa cúm vẫn còn kéo dài và người ta có thể chích ngừa cúm miễn phí ở các y viện, các văn phòng bác sĩ gia đình cũng như là các dược phòng. Giá nhà ở Toronto gia tăng 20% vừa qua theo một bản công bố của hội đồng địa ốc thành phố Toronto phổ biến hôm thứ sáu ngày 6 tháng giêng thì giá nhà trung bình ở thành phố Toronto đã gia tăng 20% trong năm 2016 và ở mức là 730.472 đô la. Đây là giá nhà trung bình của tất cả các loại nhà từ căn nhà độc lập cho đến những căn nhà chung cư trong thành phố. Và cũng theo bản tin của Hội đồng Địa ốc thành phố Toronto, The Toronto Real Estate Board, thì số lượng nhà bán được ở vùng thủ phủ Toronto trong năm 2016 cũng đã lên đến mức kỷ lục. Riêng trong tháng chạp năm 2016, thì số lượng nhà bán được ở thành phố Toronto là 5.338 căn hay là gia tăng đến 8.6% so với tháng chạp năm 2015 trước đó. Nguyên trong năm 2016, thì có đến 113.133 căn nhà bán được ở thành phố Toronto qua hệ thống đăng trên MLS. một nhà hàng ở Montreal cho những người không tiền ăn miễn phí. Kính thưa quý vị, trên tấm kính cửa trước nhà hàng của Montreal Fredos ở trung tâm thành phố Montreal có dán một tờ giấy mà phần lớn những người qua lại không để ý. Tờ giấy này viết bằng hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Pháp, nói là những người không có tiền sẽ được ăn miễn phí. Hành động tốt đẹp này của nhà hàng Montreal Fresh Dose là hàng chuyên bán thức ăn miền địa Trung Hải đã được nhiều người khen ngợi trên mạng Internet. Nhà hàng này nằm ở góc đường St. Catherine Street, Street West và Market Street, ngay trung tâm của thành phố. Theo lời ông Yaya Hashemi, đồng chủ nhân của nhà hàng Marche Fredos, thì nhà hàng này đã cho những người không tiền trả ăn miễn phí trong vòng 5 tháng qua và xem những chi phí này là những chi phí thương mại và không nghĩ đến chuyện tốn kém. Ông Hashimi cũng cho biết là mỗi ngày có từ 5 người đến xin ăn miễn phí và nhân viên trong tiệm đã không hạch hỏi hay tìm hiểu tin tức cá nhân về những người này. Cũng theo ông Hashimi thì một di dân đến từ xứ Ba Tư thì có nhiều khách hàng đã đến xin bỏ tiền ủng hộ việc làm từ thiện của nhà hàng, có người cho 20 đồng và có người cho đến 50 đồng. Trận bão tuyết lớn đến vùng Đại Tây Dương Vừa qua, một trận bão tuyết lớn thổi từ miền đông Nam Hoa Kỳ, từ những tiểu bang của North và South Carolina đến vùng Đại Tây Dương của Canada vào ngày Chủ nhật 8 tháng Giêng. Theo sở khí tượng Canada, thì đây là một trong những trận bão tuyết lớn của mùa đông năm nay và có số tuyết rơi xuống vùng Đại Tây Dương lên đến 40cm. Những vùng bị ảnh hưởng của trận bão tuyết này là một phần của tỉnh bang Nova Scotia, tỉnh bang Prince Edward Island và phía đông của tỉnh bang New Brunswick và một phần của tỉnh bang Newfoundland. Tại tỉnh bang Nova Scotia, tuyết rơi trong sáng chủ nhật sẽ chuyển thành mưa băng. Vừa rồi quý vị vừa theo dõi bản tin Canada ngày hôm nay. Để tiếp tục chương trình Đức Mỹ xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin thế giới ngay sau phần thông tin thương mại.